lên đường em mồi còi. Trước khi lên đường em thử bẫy con này không? Không có mồi còi con này được. Rất đáng đồng tiền đúng không bác? Rồi, như vậy là em đã chứng minh cho khách hàng của em đó là con còi thực thụ. Và ngay sau đây em sẽ ra chim. Ra chim. Rất đơn giản. Rất thuần và rất lành các bạn nhé. Cực kỳ thuần và lành luôn. Ngắn đuôi thì em cho nó vào cái hộp có lúa ở bên trong. Thực ra là trông như người chúng ta đã thuần con chim rồi, chúng ta không sợ nó tụt chim. Đây là hộp cho vào hộp để đấy giữ vừa ăn và chăn ngủ ăn và lấy tem đây rồi. Nhanh lên. Em lại cho lúa vào trong này rồi các bạn ạ. Cho lúa trong này rồi. Chim đứng ở trong này. Dán niêm phong cửa vào. Cầu xúc miệng để ấy con uống nước đi con, uống nước cho chia cho. Con ăn không mẹ? Có chứ. Ồ, anh cho xem là tích phần nước con uống nước đi. Hôm nay là khách hàng của chúng ta. Khách hàng này đã đặt cọc 233 926 3396, nhà máy bê tông Đạo Tú Vĩnh Phúc, ghi rõ còi 1/9 các bạn nhé. Nặng màu trắng.
Anh không nó giảm mấy cái nan cho nó vào nồng biết rồi xong đây nè mày lấy một kia đâu nghe thì em tiếp tục quán đơn về Trang Đình Lạng Sơn. Em về chợ Hỗ Mới, Hải Phòng, gần quán Toan đấy nhá. Oh.